Alo, xin chào các bạn nha. Đang vô nhà anh Hải lên mâm trần cho con của ông Mồi Mini. Hai anh em hôm nay là chủ nhật ha. Nói chung là đem cho anh Hải cái mâm trần để chuẩn bị lên một con tơ mà con của ông Mồi Mini. Anh Hải cản ra ha. Cản Mồi Mini thì hôm nay đẻ không mấy lứa rồi. Hôm nay là chim chơi cũng nhiều. Thì nay sẽ lên mâm. Đấy, cái chuồng Avi này là trong nhà anh Hải nha. Đó. Đây là con của Mồi Mini là mấy cặp trong đây luôn. À, từ bữa mà anh Hải mua tới giờ là cản mấy cặp rồi. Quay cho các bạn xem nha. Đây là bầy chim tơ anh Hải cản ra đây. À, chim tướng tá rất đẹp nha các bạn. Đó, chim tơ đó. Tất cả là con của Mồi Mini hết nha. Ủa, như là trong đây như có một cặp bữa anh mua con chưa nữa không? À, có một cặp đeo khoen phải không bên này? Cặp đeo khoen đúng không? Cặp đeo khoen là mua thêm của anh Trương. Như nó là con của con BC. Đây. Đó. Tướng mặt rất là ngầu các bạn ha. Đó. Đây anh Hải đây. Hải chào ơi. Đó. Mới đem cho anh Hải cái mâm trần. Bây giờ là chuẩn bị đầu ngày. À, cỏ mỹ lúa hai thứ được rồi. Hôm nay là Mồi Mini cản được mấy cặp anh hả? 5 cặp mà 8 con. 5 ổ 8 con cũng đạt quá ha. 5 ổ 8 con hổm làm nhà sửa nhà nó còn quần cái thợ không quần cũng dớt hết trứng bể dớt hết con thôi là được 9 con nuôi Avi vậy á, thì nó nửa lớn mà mình chơi là ok luôn nha các bạn. Đó. Nửa mà mình chơi nó có cái tính hăng nó ok ra đi mồi ok chịu đấm chịu đá tranh cọi rồi trong đây dữ lắm nè. Trong đây gù dữ chưa anh hai? Hả? Trong đây nó gù dữ chưa? Nhốt chung vậy nó ít kêu luôn, con kêu à. Tách ra mới kêu nhiều hả? Tách ra đây chưa tới tuần lễ mà chơi vài giờ chơi lên mâm à. Con này hả? À. Tách này nè. Con này là mới tách ra đây. Ờ. Đúng nay đúng tuần con trong lần chơi dữ rồi. Trong lần trống ngoài lần máy. Ừ. À. Mình bắt cái con trong đó mình cho lên mâm. Cái con Mồi Mini là cái con mã lai mà ngày xưa anh Hải mua lại của anh Trương nha các bạn. Nếu mà anh em nào mà chưa có xem cái clip Mồi Mini bắt bổi lúc 10 tháng tuổi đó thì có thể vào trên cái kênh của mình ha. Có video clip bắt bổi luôn, 2 clip luôn. Đây. Rồi anh em nào mua nọc chân liên hệ Trương Nguyễn luôn. Nọc chân mới mua hơn Trương nè. 150 cặp. Trên mâm lưng mình là thần nó từ từ. Thank you.
À, cặp này mấy tháng rồi? Ồ, chim bự quá ha. Cũng nhìn như một ôm luôn, con mồi mini mà cũng lớn con, lớn con hơn cha. À, xem bộ cườm này. Bộ cườm quá đẹp luôn. Coi thuộc không? Mùa sát thì thôi chứ. Mới lên mâm chưa biết gì hết. Mới lên là mình buộc dây ngắn ngắn nha các bạn, đừng để dài quá nó treo giò, nó tự giận á. Người ta nói treo cổ tự giận nhưng mà cu nó treo giò. Thật quay đây xong. Nó quen cái mình xả vậy ra. Dạ thứ bác hai. Đây là mẹ của anh. Mẹ của anh Hải. Đây. Dân mà nuôi cu các bạn dễ biết lắm. Nhà lúc nào cũng trồng bo bo á. Đây vườn bo bo của anh Hải đây. Ở đây là dàn chim. Dàn chim mồi. Mồi mồi lở đồ nhiều lắm đó. Ở đây có cây cỏ Mỹ nè. Cỏ Mỹ cu ăn rớt lên luôn. Có con nào hôm nay lên rồi không? Xách ra coi coi. Chim tơ nhắc lại ha. Anh em nào muốn đặt chim đây con cu Việt. Nó chơi dữ rồi mà chưa tập. Cu Việt cu cứng rồi nha. Cu Việt. Đang tập trần luôn rồi ha. Xưa là anh Hải chơi chim Việt thôi, giờ là bắt đầu là tập tành chơi mã lai. À con mồi mini đây, đang thay long hả? Đang thay long. À, mồi mini mồi cha đây. Chịu chơi chưa? Hải tắm mưa. Chồng bo bo gì mà bông thấy sợ trời. Bo bo bông bự dưới đó mồi mới đi qua. Lòng mới mưa xong
Có cặp tơ nào nữa không? Có cặp con nào của mồi mini nào nữa không? Trong còn mấy cặp? Trong chuồng nó hết á. Nó bỏ trong hết hả? Ừ, nó hai con lẻ với là cặp sau cùng. Có bán không? Bán bớt đi. Anh em nào bán bớt cặp thôi. Rồi, anh em nào có nhu cầu sở hữu cái dòng chim của mồi mini thì cứ liên hệ anh Hải ha. Sẽ để số điện thoại anh Hải mail luôn. Ở cặp nào đó, cặp nào tơ nữa, cặp chưa ra cườm nữa ha. Cặp tơ chưa ra cườm á. Đó, cặp tơ chưa ra cườm mà đó, con đang đứng đó. Còn con nào nữa không? Như hai con bìa hai bên quá. À, hai con bìa bên kia luôn. Trong đây có con cặp của anh Trương. Con giữa là không phải nha. Đây hai con bìa. Hai con bìa này chưa ra cườm và cũng là con của mồi mini luôn. Con đó nó kêu rồi. Con mái bên phải, con trống bên trái. Đó. Con trên con mẹ đó. Con trên là con mẹ hả? Mái mẹ hả? Ừ. Con mái Mã Lai. Hai đứa con của nó hai bên. Tách hôm nay lâu chưa này? Tách mồi mini lâu chưa? Cả tháng rồi, ba tuần có, đâu cho đẻ nữa, với chuồng đẻ chuồng bên kia, ngưng đẻ hả? Cho nó ngưng đẻ, dưỡng mồi mini là quánh chơi chứ. Giờ có đủ đồ chơi rồi, con cha đủ rồi, tách được rồi. Cả nhiều quá nó xin chim. Bán nhiêu cặp? Cặp tơ á, tơ nhiêu cặp nó? Bán 5 triệu cặp á. Ví dụ giờ cũng có khoảng cả đó đó, đổ lại chứ không hơn. 5 triệu trở lại cho anh em ha. Nói chung là nếu mà anh em nào có nhu cầu gì thiện chí thì giảm chút đỉnh cà phê cà pháo rồi. Dòng mồi mini thì quá chuẩn rồi. Máy này giống gì? Đồng luôn. Máy đồng mà cha đồng luôn hả? Ừ. Mồi mini là vừa bài bản vừa chịu đá lộn nữa. Ok, thôi vậy ơi. Lên mâm này vài bữa lên review con lên mâm coi, con tơ coi chơi được không? Cho cái bông bo rồi. Cắt cho bông ơi. Bo này bông dài lắm phải sao? Ở trên này nó chín trước nè. Mình cắt cho nó ăn từ từ á. Được. Đã rồi. Vậy cho mấy con chim tơ trong chuồng ăn coi. Trời bông này bự thiệt chứ. Bông này được cả kilo chung hết đâu. Này là cắt hết nửa bông rồi nè. Ừ, cái bông nè. À, lấy bông rồi. Bông rồi. Khoan. Cái bàn tay á, bàn tay chút xíu rồi cái bông nè. Gấp đôi bàn tay luôn. Không? Bông. Thôi bông thôi. Bỏ vô chuồng AV nó ăn từ từ từ. Bông dữ thiệt chứ. Bông khổng lồ luôn. Cái đuôi này chín trước cắt trước cho nó ăn một lần. Rồi thôi bắt mồi đi vợ. Rồi. Rồi giờ mình với anh Hải đi giờ cu nha. Cắt mà tự dục vô mấy cu con nó ăn nó quen. Ông kêu mồi nè, ông kêu quá trời. Con tơ này bộ cườm đẹp. Tướng cũng giống chim cha nhưng mà nó hơi to to hơn cha chút xíu. Nhạc nhạc. Vừa quay review cho các bạn xem chạy cu nhà anh Hải nha. Cản gì cản có tay sợ luôn. Cản có mấy tháng rồi, 8 tháng 9 tháng gì rồi, được 5 cặp. Năm mẫu nở 8 con. Hôm nay là cả nữa, ra nữa, ra cặp nữa rồi đó. Rồi đến đây kết thúc ha. Xin chào anh em. Rồi, xin chào anh em. Bye bye nha.